Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi, hay quá. Ủa gì ba mẹ là người... Ba là người gốc Đức. Nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Win gặp nhau mấy lần. Nhưng mà Win bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình. Không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, em ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nữa này nọ. Thì cô đó cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận em thì công việc. Thì bẵng đến gần Noel năm đó. Thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000 đó. Giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng. Ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng trời ông này sao chung tình quá. Bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại. Và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Win. Và khi bắt đầu gặp lại, em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Win đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó. Ý như là Win chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn, anh nghe là không trang điểm thôi. Cho em đi gặp ảnh thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự. Thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp. Muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp, thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê. Lúc đó cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á.